Chiều nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn đã đến thăm chúc mừng một số cơ quan báo chí như kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023. Theo đó, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đã đến thăm gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 đến cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động cơ quan thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên VTV8 và văn phòng đại diện Truyền hình Quốc hội Việt Nam khu vực miền Trung. Lãnh đạo thành phố ghi nhận đánh giá cao và cảm ơn sự đồng hành của ba đơn vị trong thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước và thành phố đến các tầng lớp nhân dân, đồng thời là kênh thông tin hữu ích góp phần để thành phố đánh giá chỉ đạo, điều hành các hoạt động phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn mong muốn ba đơn vị tiếp tục có nhiều đổi mới trong hoạt động thông tin, tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là kênh thông tin phản ánh là nơi kết nối giữa đại biểu dân cử với cử tri thành phố, cũng như quảng bá hình ảnh xây dựng Đà Nẵng ngày càng phát triển.